Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Mazda 2 là mẫu xe trực thuộc trong phân khúc B Mà cái phân khúc B này có những cái tên như là Accent, Vios hay là Honda City Đang được hỗ trợ tiền mặt rất là nhiều Và Mazda 2 cũng đang được hỗ trợ tiền mặt tương đối nhiều Và có một số phiên bản còn nhiều nhất trong phân khúc Và trong video hôm nay em sẽ cập nhật cho anh em cái chính sách bán hàng của từng phiên bản Mazda 2 Tại thời điểm tháng 1 năm 2023 này Anh em lưu ý đây đều là xe sản xuất năm 2022 và hiện tại những cái giá bán này đang là sạc kho xe cho anh em để anh em lựa chọn mời anh em cùng xem chi tiết video Mời anh em cùng đến với phần đầu tiên những thông tin chung Em sẽ giới thiệu cơ bản và giới thiệu qua về mẫu xe Mazda 2 cũng như là những chính sách bán hàng của Mazda Mazda 2 được phân phối với 5 phiên bản chia đều cho hai kiểu dáng đó là hatchback và sedan Cụ thể như sau Đối với kiểu dáng sedan thì phiên bản thấp nhất đó là Mazda 2 bản sedan Phiên bản thứ hai đó là Mazda 2 bản sedan bản luxury Và phiên bản cao cấp nhất đó là Mazda 2 sedan bản premium Đối với kiểu dáng hatchback thì phiên bản thấp nhất đó là Mazda 2 hatchback bản luxury Phiên bản cao cấp đó là Mazda 2 hatchback bản premium Chính sách bán hàng của Mazda phân vùng thị trường. Bởi vậy anh em chỉ được phép mua xe tại showroom ở địa phương của anh em thôi. Anh em có lên trên Hà Nội nhà anh em có ra tỉnh khác anh em mua thì những cái showroom ở các tỉnh đó cũng không thể bán cho anh em được. Anh em lưu ý cho em. Đây là chính sách quy định của nhà máy, không thể làm khác được. Anh em muốn làm khác thì anh em chỉ có việc là đi mua xe hãng khác. Về hình thức mua bán anh em có hai hình thức đó là mua trả thẳng, mua trả góp mua trả thẳng thì anh em mua nguyên xe về anh em tự đi đăng ký thì sẽ tiết kiệm được đôi chút khoản chi phí đăng ký dịch vụ tùy chọn anh em mua bảo hiểm thân vỏ còn những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì bắt buộc anh em sẽ phải mua bảo hiểm thân vỏ cái này là theo quy định của ngân hàng ngoài ra anh em mà vay tối đa anh em không chứng minh được nguồn thu thì ngân hàng sẽ tư vấn anh em mua thêm một gói bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay và có một số những thông tin về trả góp em muốn giới thiệu đến anh em đó là anh em vay được tối đa lên đến 85% giá trị xe thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm và mức lãi suất hiện tại bây giờ năm đầu anh em đang được ưu đãi là khoảng 1,2% trên một tháng. Năm thứ hai trở đi biên độ nó sẽ khoảng là 1,4% trên một tháng. Ngoài ra thì sẽ có một số những ngân hàng cho anh em vay với cái mức lãi suất nó ưu đãi hơn đôi chút nhưng đòi hỏi anh em phải chứng minh được nguồn thu nhập và cụ thể đó là chứng minh bằng cách lương chuyển khoản trong 3 tháng gần nhất. Điều kiện để vay vốn tại thời điểm này đó là anh em không có nợ xấu và mời anh em cùng đến với phần thứ hai đó là chi tiết chương trình bán hàng từng phiên bản Mazda 2 tại thời điểm tháng 1 2023 này và phiên bản đầu tiên em giới thiệu đến anh em đó là kiểu dáng sedan và là Mazda 2 bản sedan AT bản này bản tiêu chuẩn giá nên biết là 479 triệu và tại thời điểm tháng 1 2023 này chính sách bán hàng cho anh em vẫn giữ nguyên với cái giá là 444 triệu với một chiếc xe phân khúc B mà giá 444 triệu thì Mazda 2 bản tiêu chuẩn đang là cái lựa chọn phù hợp nhưng số lượng xe không có nhiều anh em lưu ý cho em anh em vẫn được tặng kèm những phụ kiện theo xe từ nhà máy như là dán kính thảm để chân túi cứu hộ anh em có thể xem trên màn hình chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau anh em nào ở hà nội sẽ là 523 triệu anh em nào ở sài gòn là 514 triệu anh em nào ở các tỉnh áp ừ. 12% thuế là 504 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 494 triệu chi phí ra biển số lăn bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước anh em có thể nhìn trên màn hình và những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa số tiền là 377 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 8,4 triệu trong đó gốc chia đều là 3,9 triệu trong 8 năm lãi suất tháng đầu tiên là 4,5 triệu dư nợ sẽ giảm dần và số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em ít nhất như sau anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 146 triệu anh em ở Sài Gòn là 136 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% là 126 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% là 117 triệu Ngoài ra anh em còn phải chuẩn bị cho em những khoản chi phí sau. Thứ nhất đó là bảo hiểm thân vỏ trị giá 6,2 triệu. Thứ hai chi phí đi đăng ký. Thứ ba đó là bảo hiểm thọ hoặc khoản vay khi mà anh em vay trên 75% giá trị xe. Anh em lưu ý chỉ áp dụng cho những anh em ở Hà Nội thôi. Tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai của Mazda 2, phiên bản sedan đó là Mazda 2 sedan bản luxury. Giá niêm yết của nhà máy là 559 triệu và tại thời điểm tháng 1 2023 này, bên em vẫn đang xả kho và giá bán là 512 triệu anh em vẫn được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như anh em xem trên màn hình chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau anh em nào ở hà nội sẽ là 601 triệu anh em nào ở sài gòn là 590 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 12 phần là 581 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10 phần là 570 triệu chi phí trên cũng đã bao gồm đầy đủ những khoản chi phí theo quy định của nhà nước anh em có thể xem trên màn hình em có liên kê lại đấy ạ và những anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ vay ngân hàng tối đa là 435 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 9,7 triệu trong đó gốc chia đều là 4,5 triệu trong 8 năm lãi suất tháng đầu tiên là 5,2 triệu dư nợ giảm dần và số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em ít nhất như sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 166 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 155 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 146 triệu và anh em nào ở các tỉnh áp 10% thuế là 135 triệu Ngoài ra anh em còn phải chuẩn bị cho em bảo hiểm thất bỏ trị giá là 7,1 triệu Chi phí đăng ký hay là bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay Và phiên bản cao cấp nhất của kiểu dáng sedan đó là Mazda 2 sedan bản Premium Giá niêm yết là 599 triệu và tại thời điểm tháng 1 2023 này giá bán cho anh em là 562 triệu Anh em vẫn được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như các bản Mazda 2 em vừa mới giới thiệu Và chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau anh em nào ở hà nội sẽ là 656 triệu anh em nào ở sài gòn là 644 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 636 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 624 triệu chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể xem lại trên màn hình những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ vay ngân hàng tối đa là 477 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 10,7 triệu trong đó gốc chi đều là 4,9 triệu trong 8 năm lãi suất tháng đầu tiên là 5,8 triệu dư nợ giảm dần và số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào hà nội thì cần chuẩn bị là 178 triệu anh em nào sài gòn là 166 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 12 trăm thuế là 159 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10 trăm thuế là 147 triệu bảo hiểm thân vỏ bắt buộc anh em phải mua và trị giá là 7,8 triệu ngoài ra anh em phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói của showroom bên và phía ngân hàng sẽ tư vấn anh em mua thêm bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay khi mà anh em vay trên 75% giá trị xe. Tiếp theo mấy anh em cùng đến với kiểu dáng hatchback hay còn được gọi kiểu dáng sport thì phiên bản đầu tiên em giới thiệu đó là Mazda 2 bản hatchback luxury, giá niêm yết là 574 triệu và giá bán cho anh em tháng 1 năm 2023 này là 520 triệu. Anh em vẫn được tặng kèm những phụ kiện theo xe, anh em có thể xem trên màn hình. Và chi phí ra biển số lăn bánh em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 611 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 699 triệu, anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 591 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 580 triệu. Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể xem trên màn hình. Và những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ vay ngân hàng tối đa số tiền là 442 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 9,9 triệu, trong đó gốc chia đều là 4,6 triệu trong 8 năm, lãi suất tháng đầu tiên là 5,3 triệu, dư nợ giảm dần và số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị. Anh em ở Hà Nội thì là 169 triệu, anh em ở Sài Gòn là 157 triệu anh em ở các tỉnh áp 12 là 149 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10 là 138 triệu ngoài ra anh em còn phải chuẩn bị cho em những khoản chi phí sau thứ nhất là bảo hiểm thân vỏ trị giá 72 triệu chi phí đăng ký hay là bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay nếu mà ngân hàng tư vấn anh em và phiên bản cuối cùng phiên bản cao cấp nhất đó là Mazda 2 hatchback bản premium giá đến biết là 619 triệu và tại thời điểm tháng 1 2023 này Giá bán cho anh em bây giờ vẫn giữ nguyên so với tháng 12 vừa rồi Giá bán là 574 triệu Ngoài ra anh em vẫn được tặng kèm những phụ kiện theo xe Từ nhà máy anh em có thể nhìn trên màn hình Và chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương Em cũng đã tính lại cho anh em để anh em tiện theo dõi và nắm được Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 670 triệu Anh em nào ở Sài Gòn là 658 triệu Anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 651 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 638 triệu Chi phí ra biển số năm bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể xem trên màn hình và chưa có những phụ phí ngoài cũng như là chưa có bảo hiểm thông báo đâu. Những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ vay ngân hàng tối đa số tiền là 487 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 10,9 triệu, trong đó gốc chia đều là 5 triệu trong 8 năm, lãi suất tháng đầu tiên là 5,9 triệu, dư nợ sẽ giảm dần. Và số tiền bắt đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 182 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 170 triệu Anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 163 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 150 triệu Ngoài ra anh em còn phải chuẩn bị cho em những khoản chi phí sau Thứ nhất đó là bảo hiểm thất vỏ trị giá 8 triệu Thứ hai đó là chi phí đăng ký Thứ ba đó là bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay Khi mà anh em vay trên 75% giá trị xe Tất cả những khoản này em luôn luôn nhắc lại khi em giới thiệu đến anh em đến một cái phiên bản nào đó Là để anh em nhớ và chuẩn bị cho em nó đầy đủ Tránh những trường hợp khi mà anh em đi mua trả góp trong quá trình làm việc nó sẽ phát sinh thêm tiếp theo mời anh em cùng đến với phần thứ ba đó là nguồn cung hàng hóa của các phiên bản Mazda 2 tại thời điểm này hiện tại đang xả kho nên sẵn xe và phiên bản giao cho anh em trừ phiên bản Mazda 2 tiêu chuẩn mình còn ít xe trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chi trình bán hàng của các phiên bản Mazda 2 tại thời điểm tháng 1 2023 này cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em